Chiều nay ông Trần Diệt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chủ trì hội nghị trực tuyến ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số thành phố, tổ công tác triển khai đề án phát triển dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030. Theo kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số của các bộ ngành địa phương, thành phố Cần Thơ năm 2022 xếp thứ 5 trên 63 tỉnh thành, tăng 10 bậc so với năm 2021. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố được nâng cấp các chức năng hỗ trợ người dân, được đánh giá chất lượng cao nhất trong 63 tỉnh thành. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Thành phố Cần Thơ đã cập nhật dữ liệu 41.289 đối tượng bảo trợ. 5.232 đối tượng là người có công, 1.904 hộ nghèo và 7.951 hộ cận nghèo. Trong đó đã có 3.552 người có tài khoản và 1.716 người được chi trả qua tài khoản. Bảo hiểm xã hội đã đồng bộ tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 86%. Tất cả 120 cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế qua dữ liệu từ căn cứ công dân. Tại hội nghị, Quỹ ban nhân dân thành phố Cần Thơ công bố kết quả xếp hạng chỉ số chuyển đổi số. Theo đó, đối với bảng xếp hạng cấp sở, đứng đầu là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, xếp cuối bảng là Sở Ngoại vụ. Đối với cấp huyện, quận Ô Môn xếp hạng nhất, đứng cuối bảng là quận Cái Răng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân thành phố Trần Diệt Trường lưu ý các ngành các cấp, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, tiếp tục nghiên cứu xây dựng chiến lược chuyển đổi số Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, hình thành chiến lược phát triển lâu dài bền vững cho chuyển đổi số thành phố Cần Thơ trên cả ba trụ cột, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Lấy chuyển đổi số làm động lực phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ trong thời gian tới. Đối với đề án 06, do Công an thành phố nghiên cứu tham mưu triển khai thực hiện các mô hình điểm, ứng dụng những tiện ích được phát triển từ nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư căn cứ công dân và định danh điện tử trên địa bàn thành phố